Xin chào mọi người nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ hạnh phúc. Ngày hôm nay là mình có ghé câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, ghé phòng truyền thống. Thế mình quay cho mọi người xem phòng truyền thống của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng 2015. Một góc có trưng bày các hiện vật. Là cờ của hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá thành phố tặng. Cúp này cúp gì đây có cái cúp này, là cái cúp này là món gì đi ngày lạ này ta. Bóng đồng Nam 2014 là ai ta? Ồ, cúp này là cúp năm 1986. Lâu không? Rồi, đây kia. Áo này áo thi đấu năm 2022 phải không? Con này áo này hai màu. Cúp quả bóng đồng 25 này là cầu thủ tặng lại cho câu lạc bộ để làm lưu niệm. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi clip nha.